Mày đây ghê cũng mà đã được ông rồi, sao tôi gọi cũng bằng bè nhá. Đấy nhá, ông nhớ là phải gọi tôi bằng mẹ nhá. Chẳng qua là có muốn làm hay không thôi chứ. Ông đừng tưởng chúng tôi không biết làm à. Kiểu góc nhỉ. Rồi uống đi, anh em cứ uống xong rồi thằng anh em mình. Đấy, anh em uống đây chứ phải một mình khỏi phải chà mái không? Sáng làm được mấy mẫu rồi. Hôm nay nặng quá, không làm được. Mày ấy vừa ra vừa mày làm được đâu khoảng gần tiếng đồng hồ thì hai anh em ra đây đi kể nói chứ. Có cốc bia uống mát cái là cứ uống đi. Nó giải khát tí anh ạ. Kể nó vừa có mình làm chứ làm hôm nay mai mình làm. Ai làm mất của mình đâu mà lo. Cứ đến giờ là vừa con ra gọi về ăn cơm thì mình về thế thôi. Làm cả đời đâu phải làm một ngày một ngày hai gì không. Hết mua mới được nghỉ. Đấy hình như nói nhắc đến là sư tử như sư tử ra đấy. Anh em thấy uống cái tí đấy. Đấy, tôi nói có sai đâu mà. Tôi biết ngay là ông chỉ có ngồi đấy để nhậu nhẹt thôi mà. Vừa mày làm lên kìa, máy nó nóng phừng gì đấy à. Cứ bảo người ta là đáo để mấy cái gớm. Ông thì như thế này tôi không ghê gớm mới là lạ đấy. Thì bớt cái mồm đi, vừa mày làm mới đang nắng đang nghỉ đấy, đang mệt đấy. Mà mấy cái bác này cũng buồn cười đấy. Các bác vô công rồi nghề uống đâu thì chả uống lại. Cứ lôi nhà tôi lên để uống để làm gì. Nhà tôi phải lo làm, lo ăn, lo làm còn nuôi con nữa chứ. Có dối như các bác đâu. Nè, nói anh được nha, không được nói người khác trước mặt anh nha. Mới bản vừa thôi. Thế tôi nói sai cái gì? Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, các bác có muốn rủ ai hay rủ nhà tôi mà phải làm. Đừng có rủ nhà tôi. Bây giờ làm đã không xong rồi lại còn cứ lo để ngồi để uống cái này bao giờ mới xong. Đi về đi. Nói anh thì được, anh nhìn được đấy. Nhưng mà nói anh em trước mặt anh là không được đâu. Anh em bạn bè ngồi uống trên chiều làm lên nghỉ trẻ lao uống cốc bia thì sao? Thế tôi nói ông bao lần rồi, ông về nhà, ông đi làm xong về nhà ông uống hàng 4-5 lít tôi mua cho ông uống. Nhưng mà đang trong giờ làm việc này, tốt nhất là đừng có là uống ở ngoài bờ ruộng thế này. Nó chả hay tí nào cả. Trời nắng nôi uống bia vào mẹ nó say nắng thì làm nào. Không phải lo, tôi có thân tôi lo được. Về nhà uống bia, vừa mua bia về nhà uống thì nhặt xèo. Thế đây ông cứ làm lý sự cùn thôi. Mẹ ông cứ thích đua đòi. Cứ đàn đúng với cái ông vô công rồi nghề mấy cái ông này thì làm ăn được gì. Anh em cứ thông cảm, cứ uống đi. Bà nói cứ bỏ ngoài tai đi. Hôm nọ đã nói như thế rồi mà hôm nay vẫn còn rủ chồng người tôi đến để uống để làm gì chứ. Người ta phải lo làm lo ăn để nuôi con chứ. Có phải là dỗi hơi đâu mà các bác cứ rủ dê thế. Các bác vô công rồi nghề các bác rủ với nhau thôi. Còn nhà tôi còn có công ăn việc làm. Còn phải làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Ông vừa gọi lên này chết, vợ nói thế thì chết. Các ông á cũng có con, cùng nuôi con. Phải một mình nhà mình có con đâu. Thế im đi, đi về lo cơm nước hay kia về. Im cái gì? Cứ ra đây rủ nhau ngồi mà uống rượu, uống bia, con ở nhà khi chết đói chả có cơm mà ăn nữa đấy. Thì ở nhà không nào được cơm cho con ăn à? Nó sao để con chết đói? Mày phải ra đây mà cứ leo nhèo thế. Leo nhèo cái gì? Tôi là phụ nữ, tôi phải lo làm ở nhà để tôi nuôi con, tôi chăm con. Lo có đón con, đưa con đi học về. Thì ông ở ngoài này ông phải lo làm việc của ông để cho nó nên hồn một tí chứ. Bây giờ ông chưa làm, ông còn đang ngồi uống bia thế này. Vài keng bia vào tí nữa này hoa hết cả mắt rồi làm ăn gì nữa. Không làm thì về. Chưa làm nay mai làm, kia làm. Mai làm thì lấy đâu tiền mà tiêu. Thế bây giờ chúng làm đi. Ông tưởng tôi không biết làm à? Bây giờ tôi lo ở nhà chăm con rồi ông phải lo kiếm tiền chứ. Phụ nữ Việt Nam á, nó nói thật với ông ấy chả có việc gì là không làm được. Chẳng qua ông là người đàn ông trong gia đình thì ông phải là trụ cột trong gia đình thì ông phải lo những việc chính thôi. Ông có chăm được con thì ông nhà chăm con nên tôi đi tôi làm cho. Tôi tưởng là mấy cày này tôi không lái được à? Chả có gì là không lái được đâu nhá. Chẳng qua là tôi muốn là để làm sao người đàn ông trong gia đình nó phải vững chắc thôi. Để người ta nhìn vào à mày đừng nhờ chồng thôi. Thôi uống đi, hãy. Anh cứ uống đi, uống đi. Tí là đến đợt em bộ. Kệ. Trông nhìn thì có thấy bôi nhách không?
Người thì bẩn thỉu như thế này mà lên để ngồi để uống bia trông có vô nhách không? Làm cho bẩn à? Sạch cậu đi khách sạn nhá. Ông có phải cái cùn. Muốn sạch đi vào khách sạn. Muốn sạch đi làm cho tôi cho sạch. Về nhà uống đàng hoàng thì chả bao giờ tôi nói cả. Tôi phải đi mua về cho ông uống cơ. Đang làm ở ngoài đồng này còn lo kịp thời vụ cho người ta, bây giờ lại còn rủ dê đàn đúm. Mấy cái bác này có hết việc à? Không có việc gì à? Không xuống làm đi, không là tí vợ xuống lá lái chết đấy. Nói từ hôm nọ là đừng có rủ dê chồng tôi rồi. Muốn uống thì về nhà ra quán xá mà uống, đừng có rủ chồng tôi thấy mất thời gian mất việc lắm. Nhà tôi phải lo kiếm tiền, không có rảnh rỗi như các bác này mà cứ làm chén anh chén chú cái này đâu. Đừng có làm bơm mà chó về nơi sản xuất bây giờ đấy. Ông không phải thách. Tôi nói cho bác lần cuối cùng nhá, từ lần sau trở đi các bác có muốn uống bia uống bọt gì ấy, các bác tự ra quán mà uống, hay là đi muốn đi đâu uống thì uống, đừng có rủ dê nhà tôi. Nhà tôi phải lo làm lo ăn để còn nuôi gia đình nuôi vợ con nữa. Còn các bác ấy về mà lo cho các vợ con của các bác đi. Xong rồi muốn làm gì thì làm, uống đâu thì uống. Đừng có bao giờ rủ chồng tôi nữa. Còn các bác vẫn cố tình như thế ấy, là tôi đến tận nhà tôi bảo vợ các bác đấy. Em im mồm đi, đừng nói lắm. Im mồm cái gì, tôi nói không sùng đúng à? Sai cái gì? Mẹ muốn uống uống nước cái thứ thì đi ra quán mà uống, cứ rủ dê người ta. Nói bao lần rồi có thể nói một lần đâu. Con người phải có ý thức chứ. Lần sau mà tôi còn thấy rủ dê này á, có ra đây mà tôi có bia bọt này tôi ném hết xuống ruộng cơ mà xem. Đừng có bảo tôi ác. Em nghĩ như mồm không? Đi về nhà mà lo cơm được đây. Thế bây giờ tôi về ông có lo ông làm không? Hay là ông lại ngồi đây uống nhậu nhẹt? Làm mà làm cả đời. Tôi thích làm. Tôi thích nghỉ thì nghỉ nhá. Không phải là cái như cứ về nhà phải là cứ thấy chồng ngồi cái là cứ nhảy ra sồn sồn ra. Sồn sồn cái gì? Thế từ sáng giờ ông đã làm trong ruộng người ta chứ mà bảo sồn sồn. Cứ lo mà ngồi uống bia uống bọt thế này ấy. Nói bao nhiêu lần rồi? Gọi giỏi xuống làm đi. Ông đừng tưởng tôi không biết làm nhá. Đây, nếu mà làm được ấy, cô cũng xuống làm được nhá. Cô không phải làm gì đâu, về nhà tôi lo cơm được cho. Đấy là mồm ông ấy nói nhá. Mồm ông nói ông thực hiện được không? Cái máy này á, nói thật nhá. Phụ nữ Việt Nam bây giờ ấy, chẳng có việc gì là không làm được đâu. Chẳng qua là có làm hay không thôi. Để tôi muốn, ông muốn xem là tôi lái được không? Này, cô mà lái được cái máy này, cô mà lái được chú á. Tôi gọi cô bằng mẹ nhá. Đấy nhá, ông nhớ là phải gọi tôi bằng mẹ nhá. Thôi cả anh thông cảm ạ. Còn vợ tôi nó lắm mồm ấy, anh thông cảm chút. Đấy, đứng ở trên bờ mà ngồi xem tôi lái này. Đừng tưởng là tôi không biết làm. Nhá, cô mà làm được nhá, tôi gọi cô bằng mẹ. Cứ đứng ở đây mà chống mắt mà xem nhá. Đừng tưởng là phụ nữ Việt Nam không biết làm cái gì. Đấy, nhá. Giỏi xuống làm đi. Cứ to cái mồm, không phải làm đi. Nhìn làm được tôi làm đấy. Cái này chẳng qua là có muốn làm hay không thôi chứ. Ông đừng tưởng chúng tôi không biết làm à. Đấy, giỏi mà lái đi. Làm cái làm đi.
cái cây bố ấy lái đơn giản. Hai ông nhìn trắng mắt ra chưa? Đừng tưởng là phụ nữ không biết làm gì nhá. Ông nhìn xem, đừng tưởng là tôi không biết lái nhá. Tốt nhất là lần sau đừng có mà rủ dây chồng tôi nhậu nhẹ, nhậu nhẹt vớ vẩn nữa. Để chồng tôi phải lo làm việc làm ăn. Còn ông nữa nhá, đừng tưởng là tôi không biết làm gì. Bây giờ có gọi tôi ông mẹ được không? Gọi chưa? Thôi đi về đi, để tôi còn làm. Đừng tưởng phụ nữ Việt Nam là không biết làm gì nhá. Mà cậy đàn ông mà muốn nói gì nói nhá. Cứ bảo tôi đáo để gây gớm á. Mẹ xem lại bản thân các ông là tốt chưa. Nếu mà các ông tốt thì đàn bà phụ nữ người ta không phải gây gớm đáo để đâu. Hiểu chưa? Đứa nào nó chỉ muốn làm vợ hiền dâu thảo thôi. Từ giờ đi đừng mà coi thường phụ nữ nữa. Bỏ cái thói đi. Đi về đi. Điên máu. Cái vừa cái gì? Sư tử cáo.